Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 13 tháng 2 nhằm ngày 28 Tết âm lịch. Qua phần trao đổi với chị Huỳnh Thị Bé Cần là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa chị, quan sát thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch cuối cùng của năm Đinh Dậu 2017 thì chị thấy là tâm lý của nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày hôm nay như thế nào ạ? Phiên giao dịch ngày hôm nay 13 tháng 2 2018 cũng là phiên cuối cùng để kết thúc một năm Đinh Dậu qua, thì thị trường hôm nay có một cái phiên khá là tích cực ngay từ đầu phiên, tiếp nối với cái đà hưng phấn của phiên ngày hôm qua thì phiên hôm nay với cái sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng với sự trở lại của các cái nhóm cổ phiếu trong ngành dầu khí, gas, BLX, BVD, BVS thì đã khiến cho thị trường rất là khởi sắc và gần như là các cái mã cổ phiếu trên sàn HOSE và những cái mã tăng chiếm ưu thế hơn thì tôi quan sát trên HOSE thì thấy có sự tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản như là Vincom, Novaland, Nam Long, Đất Xanh đã khiến cho thị trường có một cái buổi sáng rất là tích cực. Và hôm nay cái sự đóng góp của cổ phiếu Bình Minh đã ngay từ đầu phiên đã mở cửa với cái mức dư mua trần, thì trở lại câu chuyện thoái vốn trong năm nay của nhựa Bình Minh thì đã làm cho cổ phiếu này tích cực trở lại. Hầu hết là những mã cổ phiếu trong phiên hôm nay đều có một cái mức tăng đáng kể và gần như là tâm lý của nhà đầu tư đã có một cái phần khởi sắc hơn và dòng tiền đã vào thị trường nhiều hơn so với một vài phiên trước. Thì sau 3 phiên thị trường dập mạnh thì thị trường trong phiên hôm qua và phiên hôm nay 13 tháng 2 đã ghi lại cái dấu ấn rất là tốt để kết thúc cho năm cũ. Thì hôm nay thì thị trường đóng cửa với cái mức xanh khá là tốt, thị trường chạm mức tăng trên 17 điểm thì đây là một cái điều rất là tốt, khiến cho làm cho tâm lý của nhà đầu tư sẽ vui vẻ hơn và cởi mở và hưng phấn hơn trong năm 2018 tiếp theo của trong năm 2018. Thì tôi hy vọng là với cái lượng tiền ồ ạt vào thị trường như hai phiên vừa rồi thì thị trường sẽ tiếp tục tiếp nối cái đà tăng tiếp nữa. Thưa chị, như chị có nói là sau 3 phiên giảm mạnh thì hai phiên gần đây thì thị trường đã phục hồi. Theo chị nhận định thì đó là cái sự phục hồi kỹ thuật hay là sẽ trụ vững trong những phiên tiếp theo nữa ạ? Trong cái những cái phiên giao dịch của đầu tháng 2 2018 thì thị trường có một cái sự rung đất khá là mạnh làm cho nhà đầu tư cũng hoang mang. Thì tôi nghĩ những cái phiên giảm mạnh này nó đến từ nhiều yếu tố do ảnh hưởng tâm lý của thị trường thế giới. Thì với những cái phiên giảm sốc mạnh của chứng khoán Mỹ thì đã làm cho chứng khoán Việt Nam cũng có 3 phiên tháo chạy rất là mạnh. Thì trong khoảng 3 phiên thì thị trường chứng khoán Việt Nam rơi gần sắp xỉ 156 điểm, mất khoảng trên 13%. Thì đa số là các cái cổ phiếu blue chip lớn đều đồng pha giảm rất là mạnh, gần như là có một cái sự tháo chạy trên thị trường. Thì qua 3 phiên giảm sốc mạnh thì thị trường đã có 2 phiên tăng trở lại. Thì phiên đầu tiên là phiên ngày hôm qua 12 tháng 2 thị trường đã có một cái ghi nhận là tăng 38 điểm, sự trở lại của nhóm cổ phiếu dầu khí và ngân hàng bất động sản đã làm cho thị trường hưng phấn và dòng tiền cũng đã đổ vào thị trường nhiều hơn. Và tiếp nối với cái đà hôm qua thì hôm nay cũng đã có một cái sự tích cực hơn. Thì tôi nghĩ là sau một cái thời gian nguyên năm 2017 thị trường đã có một cái mức tăng rất là đáng kể và VN Index đã liên tục lập đỉnh cao mới. Thì kết thúc năm 2017 thị trường chứng khoán Việt Nam đã chạm sắp xỉ gần 1.000 điểm và sau đó đầu năm 2018 thì đã bứt phá khỏi 1.000 điểm, ghi nhận với cái mức tăng rất là mạnh so với năm 2016. Thì bên cạnh đó thì sau một cái thời gian mà giảm dài như vậy thì cái sự cố mà giảm mạnh của cái 3 phiên vừa rồi đến từ nhiều yếu tố thì tôi nghĩ đây là một cái tâm lý cũng bình thường đối với nhà đầu tư sau một cái thời gian nguyên một năm thị trường tăng rất là mạnh khi mà bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài cùng với sự giảm sâu của cái chứng khoán Mỹ.
Và lân cận các cái thị trường lân cận thì chứng khoán Việt Nam cũng giảm theo, thì đó là một cái hiện tượng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì sau cái phiên giảm sốc mạnh của ngày thứ năm tuần trước thì thị trường đã quay trở lại, thì đây là một cái điều tích cực hơn và cho thấy là tôi nghĩ là thị trường sẽ bắt đầu sẽ quay trở lại tốt hơn, bởi vì năm nay thì rất là nhiều yếu tố tích cực tác động đến thị trường. Thị trường đã có 3 phiên giảm mạnh của tuần trước thì không nằm ngoài cái dự báo của các nhà đầu tư cũng như là các chuyên gia. Thì thị trường sau một cái năm tăng tốc mạnh thì tất nhiên là phải có những cái phiên rung lắc mạnh, nhưng mà lần này thì rung lắc thị trường đã có một cái cú sốc hơi mạnh khiến cho tâm lý của nhà đầu tư cũng hoang mang. Tuy nhiên thì sau đó thì có những cái thông tin tốt để hỗ trợ cho thị trường, thì thị trường cũng đã quay trở lại. Thì tôi nghĩ là cái nhịp quay trở lại của hai phiên vừa rồi là cái nhịp tăng tốt và có thể có một cái dấu hiệu là đi lên bền vững chứ không phải là cái phiên hồi kỹ thuật. Vì hai phiên, phiên ngày 12 tháng 2 và phiên ngày 13 hôm nay thì thấy dòng tiền đã ồ ạt vào thị trường và những cái nhóm dẫn dắt chính như là ngân hàng và dầu khí đã phục hồi. Thì bên cạnh đó thì nhiều cái thông tin đưa ra là cũng hỗ trợ cho thị trường. Thì chính vì vậy thì tôi nhận định là thị trường sẽ có những cái phiên tiếp theo sẽ là cái đà tăng tốt và êm đềm hơn chứ không phải là phiên hồi kỹ thuật. Thưa chị, tôi còn nhớ là vào những cái ngày đầu năm 2017 khi được hỏi về thị trường trong năm 2017 thì nhiều chuyên gia dự báo là chỉ xoay quanh mốc 800 điểm thôi, nhưng mà thực tế là thị trường đã vượt qua mốc 1.000 điểm. Vậy với năm 2018 này thì chị nghĩ là thị trường chứng khoán Việt Nam có cái sự đi lên mạnh mẽ và bền vững như cái thời gian vừa qua mà chúng ta đã thấy hay không ạ? Năm 2017 thì thị trường đã tăng tích cực. VN-Index đã có một cái mốc tăng lịch sử, đã chạm đến những cái ngưỡng mà nhà đầu tư cũng như là các chuyên gia nhận định là trên ngưỡng ngàn điểm, và thị trường vào cuối tháng 1 2018 đã đạt được với cái mốc là 1.130 điểm. Đây là một cái mốc lịch sử. Với cái những cái thông tin tốt về kinh tế vĩ mô cũng như là về các cái dòng tiền của nước ngoài đã đổ vào thị trường, cùng với những cái chính sách cải tiến mới làm cho nền kinh tế sẽ bền vững hơn, thì tôi nghĩ là cùng với đó thì có những cái thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như trong ngành thép về cái việc áp thuế, hoặc là nguyên một năm 2017 vừa qua thì thị trường đã có một cái mức tăng khá là tốt, thì VN-Index đã chinh phục được cái ngưỡng là trên 1.000 điểm như mong đợi của các nhà đầu tư cũng như là các chuyên gia. Thì vào kết thúc tháng 1 2018 thì VN-Index đã chạm được một mốc 1.130 điểm. Đây là một cái mốc lịch sử trong cái bối cảnh thị trường hiện nay, và cái mốc này đã đạt được cái mong đợi của nhà đầu tư. Và xét về nhiều mặt về kinh tế vĩ mô, năm nay thì với cái lượng tiền ồ ạt của nước ngoài vào thị trường Việt Nam cũng như là về các cái chính sách đổi mới để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, về phía các cái cổ phiếu của ngành ngân hàng thì cũng được hỗ trợ về cái việc là lộ trình xử lý nợ xấu, hoặc là những cái thông tư sửa đổi của chính phủ thì cũng đã giúp cho cái kinh tế bền vững hơn, và cái việc mà giám sát về kinh tế vĩ mô cũng sẽ tốt hơn. Thì chính vì vậy thì tôi nghĩ là năm nay sẽ là một cái năm tốt đẹp. Thì bên cạnh đó thì thị trường chứng khoán cũng sẽ là một cái kênh vẫn còn hấp dẫn, trong năm nay cũng sẽ thu hút nhiều cái lượng tiền vào thị trường. Tiếp đến tiếp theo trong năm nay thì về cái vấn đề mà thoái vốn của SCC cũng diễn ra một vài cổ phiếu, ví dụ như là FPT, Nhựa Bình Minh, thì sẽ làm cho thị trường sôi động hơn. Cùng với đó là sau cái đợt IPO lần đầu ra công chúng của ngành dầu khí, Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, hoặc là công ty dầu Việt Nam, thì cũng đã làm cho một cái lượng tiền đã đổ vào thị trường, và sắp tới đây những cái tân binh này lên sàn thì sẽ làm cho vốn hóa thị trường sẽ tăng lên. Cùng với đó là cổ phiếu ngân hàng sẽ sôi động. Thì tôi nghĩ là thị trường sẽ tiếp tục cái đà tăng tốt trong năm 2018 và
chứng khoán vẫn là cái kênh hấp dẫn để nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường này. Thưa chị, quay trở lại với phiên giao dịch sáng nay thì chị thấy là đâu là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường ạ? Thì sáng hôm nay vẫn là nhóm ngân hàng. Cùng với đó là sự phục hồi đáng kể của cổ phiếu dầu khí. Thì sau khoảng một tuần giao dịch, nhóm dầu khí có cái diễn biến khá là tiêu cực. PVD, PVS giảm sàn liên tục. Cùng với đó là ga, BLX, nhất là cổ phiếu ga thì có hai phiên giảm sàn làm cho nhà đầu tư cũng điêu đứng. BLX cũng vậy, nhưng mà bắt đầu phiên hôm qua, chiều phiên hôm qua 12 tây tháng 2 2018 thì có sự trở lại của nhóm dầu khí đã khiến cho thị trường tích cực. Hầu hết là các cái nhóm cổ phiếu trong ngành dầu khí PVD, PVS, GAS và BLX đều chạm mức giá trần. Cùng với đó là cái sự rất là tích cực của nhóm ngân hàng, và nhóm ngân hàng vẫn là cái nhóm làm trụ đỡ cho thị trường. Bên cạnh đó thì phiên hôm nay cái nhóm cổ phiếu bất động sản, những cái cổ phiếu đầu ngành như Vincom, Novaland cũng làm cái tâm điểm tốt cho thị trường, kéo cho thị trường rất là hưng phấn, và dòng tiền đã đổ vào những cái cổ phiếu này rất là mạnh và làm cho thị trường có một cái mức sôi động trong cái phiên hôm nay. Tâm lý nhà đầu tư cởi mở hơn và tâm lý nhà đầu tư vui vẻ hơn. Trên thị trường thì với cái sự khớp lệnh mà nhà đầu tư có giải ngân dần cổ phiếu, tôi nhìn thấy được thì trong phiên hôm nay cũng rất là tốt, và cổ phiếu có một cái sự nhích nhích đi lên. Tuy nhiên vào cái giữa phiên sáng có sự chốt lời một chút, tuy nhiên là bên lực cầu cũng rất là mạnh khiến cho thị trường cũng vượt qua được cái sự chốt lời của những cái cổ phiếu tăng nóng đó. Thì hôm nay thì thị trường đóng cửa tăng 17 điểm thì đây là một điều đáng mừng. Xin cảm ơn những thông tin chị vừa trao đổi ạ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục với kênh FBNC để đến với phần điểm tin.